Dạ, thì chị có thể so sánh cái bên nửa bên làm rồi và nửa bên chưa làm của mình như thế nào ấy? À, chị thấy bên đây thì nó săn chắc hơn nè, nó căng hơn nè, Dạ. nó cứng cứng, nó săn chắc hơn. Còn bên đây thì nó cũng vẫn còn chạy xệ qua thịt, nó Hơi lỏng nhão nhão, lẻo đúng đúng rồi, nó không nhão ạ? nhão nè. Dạ, ở đây em thấy cái phần rãnh cười của chị được cải thiện đi nhiều hơn so với cái lúc ban đầu nè. Chị có thể so sánh nửa bên làm rồi và nửa bên chưa làm của mình luôn. Nó có sự khác biệt nhiều ạ. Đúng rồi em, chị thấy là bên đây nó căng hơn, rãnh, nó cũng như rãnh cười nó mờ đi hẳn, là còn bên đây nó còn sâu nè. Thì không biết là trong quá trình làm chị có thấy đau không chị ha? Không em, chị không có thấy đau. Nói Dạ. chung là cảm nhận như là châm chích thôi, chứ không thấy Yeah. đau gì. Là cũng có cảm giác nhưng mà nó mình chịu được đúng không Đúng ạ? rồi, đúng rồi. Dạ, thì bác sĩ ơi, thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm cái tình trạng của chị Vân trước và sau khi làm nửa bên của tình trạng của chị được không ạ? Mình làm xong nửa bên mặt ha, cả Dạ. nhà thấy là có sự khác biệt rất là rõ rệt giữa hai bên. Một bên mặt này là đã được nâng lên rất là rõ ha, vùng rãnh mũi má và rãnh marionette ở phía dưới cằm cũng được cải thiện rất là tốt. Thứ hai là mình thấy cái đường viền hàm nó cũng được thon lên ha, vùng mỡ má này cũng được gọn lên. Thì quá trình này nó sẽ còn tiếp tục tân sinh từ 2 đến 3 tháng sau khi làm liệu trình, thì chúng ta sẽ thấy là da mình sẽ săn hơn ha, rồi bề mặt da cũng đẹp hơn. Và nói chung là khi mà chị có ai đó mà lâu ngày gặp lại chị thì sẽ wow, Thấy chị gì sẽ cảm trẻ nhận hơn có một sự đúng khác biệt rất là rõ ràng, mà được cái là nó rất là tự nhiên, nó không hề xâm lấn hay giao kéo gì cả, nên không? chị hoàn toàn yên tâm ha. Dạ. Đặc biệt là cái phương pháp Ultherapy thì mình chỉ làm một lần thôi bác Đúng chính xác. ha. Dạ, thì em xin phép mời chị Vân cũng như mời bác tiếp tục điều trị cái nửa bên chưa làm của mình ạ. Dạ, em mời Rồi, chị ạ. là chị cảm ơn. Dạ, thì quý khách hàng để có một làn da căng bóng nè, cũng như là giúp làn da của mình săn chắc thon gọn hơn đó, thì mọi người hãy liên hệ cho hotline 1800 6617 hoặc nhắn tin trực tiếp cho BB Thanh Mai để được hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi buổi livestream của ngày hôm nay ạ. À.